Xin chào cả nhà. Sức hồi hiện Hải Phòng lại tiếp tục lên sóng cho các bác một đôi lồi áp suất Tê Phan hàng Pháp nhé các bác nhé. Đấy, một con là 4 lít và một con là 6 lít. Hai con này thì cùng hình thức, cùng mẫu mã y xì nhau luôn nhé các bác nhé. Gọi là mẹ với con luôn này. Một con này là dung tích 6 lít và một con dung tích 4 lít các bác nhé. Hai con để mà nó nói thì không khác gì hàng nước luôn. Em cam kết với các bác không khác gì hàng nước, độ mới đẹp từ 95 đến 99% nhé. Gọi là nếu như có sử dụng thì sử dụng rất chi là ít, gọi là đẹp không từ vết từ trong ra ngoài luôn này các bác này. Đem lên cho các bác một em này nhá. Con này là dung tích 6 lít trước rồi. Đây các bác nhìn này, nó đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Bác nào mà thích đẹp thì các bác chốt cho em con này, không phải quá là lãng phí luôn. Từ những cái phần tay chân, phần nhựa nhá các bác nhá. Nhìn này, nó còn đen bóng luôn nhá các bác nhá. Đây. Nếu như sử dụng nhiều ấy thì những cái phần bóng này nó sẽ không còn nữa, mà nó sẽ chuyển thành cái màu gọi là nó sẽ xám xám đi, nó xỉn đi. Đây nhìn các bác nhìn này, nó còn bóng nguyên từ những cái phần tay này nhá. Đấy này, tất cả những cái phần nhựa van xạ còn mới nguyên. Đấy, cái phần lúm cầm này cũng thế này, nhấn nhá này. Đấy, nếu dùng nhiều ấy, bởi vì là những cái lúm này sử dụng nhiều nó rất là hay bị ngả màu đi. Đấy, nhưng các bác nhìn này, tất cả còn nguyên zin nguyên bản nhá này. Tay chân còn đẹp luôn nhé, bóng loáng luôn, tem mác còn đầy đủ này các bác này. Gọi là hàng siêu lướt luôn đấy các bác. Đấy. Nồi mới tinh luôn. Đấy các bác nhìn này. Chân tay này. Đây. Inox toàn bộ sáng quắc quắc luôn nhé các bác nhé. Tay này. Đấy. Kể cả xuống đến cái phần dưới này của loáng hãng còn rất chi là bóng luôn. Make in Frank dung tích 6 lít này. Frank xe này. Đấy cái phần đáy này các bác nhìn này. Đấy. Các bác không thể nhìn thấy những cái vết gọi là ám ố ngả màu hay là những cái gọi là sử dụng nhiều nó sẽ còn bám lại, cho dù ví dụ như có vệ sinh đi chăng nữa, nếu mà sử dụng nhiều nó vẫn không thể giấu được nhé các bác nhé, không thể tránh được. Đấy, van xả đây có một chế độ, số 1 là linh và chế độ thứ hai là xả. Đây em cho các bác xem cái van này mới nguyên đấy, khỏi phải cần vệ sinh bên trong luôn. Đây các bác nhìn này, dùng quá ít luôn nhé. Đẹp xuất sắc chưa? Đem cho các bác xem giòn, giòn zin nguyên bản. Giòn zin nha các bác nhá. Giòn hãng rất chi là mềm mại này. Đấy. Mềm cực kỳ là mềm luôn. Đấy cái dòng riêng cái giòn này em cam kết với các bác là các bác dùng mãi mãi luôn, gần như là bền cực kỳ luôn. Nó không như là những cái dòng giòn mà mình sờ vào mình thấy nó cứng rồi. Đây các bác nhìn này, giòn còn mềm mại lắm. Đấy mà riêng cái dòng hai mặt như này ấy, thì nó lại cực kỳ là bền luôn. Dòng giòn này. Đây các bác nhìn toàn bộ phần mặt inox này. Này, loãng còn mới chưa? Tất cả gọi là ốc ác này. Tất cả đường nét nhá các bác nhá, mới luôn đấy. Đây các bác nhìn này, đẹp không? Gọi đẹp không tì vết luôn nhá các bác nhá. Đây lồi bên trong đây các bác nhìn này. Đây các bác nhìn này. Đấy. Sạch sẽ. Đẹp xuất sắc luôn nhá các bác nhá. Có lẽ em bán cho các bác 1,9 triệu bao ship cho các bác này. Bảo hành cho các bác 3 tháng đã test kín hơi nhanh nhiều. Đấy, dòng này 100% là riêng cái dòng này 100% gần như nó không xì. Không xì luôn. Riêng cái dòng doang này 100% hàng không xì. Cực kỳ ít xì luôn các bác. Hiếm lắm luôn đấy. Độ mới rất là cao luôn. Bán cho các bác 1,9 triệu bao ship. Bảo hành cho các bác 3 tháng đã test kín hơi nhanh nhiều. Tiếp theo lên cho các bác một con 4 lít. Đây các bác nhìn này. Con này cũng thế nha các bác nhìn. Toàn bộ phần nhựa này, hãng còn bóng loáng luôn. Đấy. Tất cả những cái màu xám ghi. Màu trắng này, gọi là trắng ngà này. Đây các bác nhìn này. Từ van này đến tay cầm đến nút nhấn này. Tất cả nguyên bản luôn. Tem mác đầy đủ các bác nhìn này. Tem nó không hề phai nhạt đi một tí nào luôn nhá các bác nhìn này. Đấy. Còn in còn rất là lét luôn. Nghĩa là dùng rất là ít luôn ấy, thật sự luôn ấy, sử dụng rất là ít. Đấy. Các bác nhìn phần tay này. Đen xì luôn đây. Tất cả những cái chỗ này không hề có một hiện tượng nào của việc đun nấu nhá. Con này đấy, để mà nói thì nó còn mới thật sự luôn, mới 99% luôn. Phần đáy nồi này đấy. Tất cả những cái phần viền của những cái phần đấy, các bác nhìn này. Bóng loáng chưa? Kể cả bên tay bên này nhé các bác nhé. Đem cho các bác xem bên trong này. Giòn cao su này.
Đây, do cao su trắng còn như kiểu của nguyên phấn này. Đây, mặt inox này. Đây, ốc ác toàn phổi những phần ốc này, gioăng này. Không hề han gì luôn nhé các bác nhé. Đẹp xuất sắc vậy. Đấy, bên trong này, lồi bên trong này, các bác nhìn. Mới chưa? Mới kinh khủng luôn. Con em bán cho các bác giá 1,6 triệu nhá. Bao ship cho các bác. Bảo hành cho các bác 3 tháng đã test kín hơi hay nhỉ. Đấy, hai con ấy. Duy nhất có hai con mà em cảm thấy rằng nó đẹp xuất sắc, đẹp không tì vết. Các bác nào lấy alo em số điện thoại 0934230664 nhá. Các bác yên tâm là hàng em đã test ngon lành rồi. Đấy. Các bác cọc lên đơn nhé, cọc cho 100.000 còn lại nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán. Bác nào lấy con 6 lít giá 1,9 triệu, con nào 4 lít giá 1,6 triệu giá chuẩn luôn nhé các bác nhé. Bên em ship hàng toàn quốc rồi, bác nào lấy alo em số điện thoại 0934230664 ạ. Xin chào các bác ở các video sau.